Bội Nhi xin phép mời một người bạn của mình cùng đến đây chung vui chung với Linh Võ và tất cả quý vị con khách có mặt ở nơi đây, đó chính là người bạn Yumi. Vâng, xin mời người đẹp Yumi chúng ta sân khấu ạ. Tụi con nói với quý vị là chúng ta đang cho phép Yumi giờ là chúc sức khỏe đến toàn thể người thân quý có mặt trên đời sinh hoạt của anh Linh Võ, lời chúc sức khỏe này chào trân trọng nhất. Và bây giờ liên tục chương trình một sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang, hòa âm của Ước An, ca khúc được mang tên Tình Phiêu Lãng, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
một lần nữa, chúng tôi xin mời là toàn thể người thân quý bên dưới. Chúng ta yêu thích văn nghệ, quý vị lên trên đăng ký ca khúc để rất vui trong buổi tiệc sinh nhật của anh Minh Võ ngày hôm nay. Và bây giờ liên tục chương trình thì đến với em. Dạ, nếu mà anh trai lên hát thì hãy đến với em dạy đi chơi bên đi. Ai đăng ký ca khúc hãy đến với em ạ. Cảm nhận rằng là tất cả quý vị ở đây rất là gần gũi và dễ thương với nhau. Thì không tiếc gì một tràng pháo tay để chúng ta đón chào nhân vật chính đang được đón ngày hôm nay nha. Xin mời anh Minh Võ. Trời ơi, em nói là sinh nhật thôi mà sao mà để cái nhạc đám cưới. Trời ơi là trời, chả lẽ câu chuyện sự tích chứ chắc chứ nghĩ là có thiệt hả anh? Trời ơi, vâng, nói đùa như vậy thôi thì ngày hôm nay anh Minh Võ có lẽ là cái người hạnh phúc nhất trong buổi tiệc này, vì anh đã thấy được tất cả bạn bè của anh đã dành thời gian đến đây đủ để tham gia cũng như tham dự vào cái buổi tối ngày hôm nay. Thì để bắt đầu lắng nghe chia sẻ hay là bắt đầu những nghe tất cả những điều mà quý vị muốn nhắn gửi hay là những lời chúc tốt đẹp nhất, thì một điều mà tất cả chúng ta không thể nào thiếu đó chính là chúng ta sẽ thổi đèn cầy và cắt bánh kem nha quý vị. Đây là một nghi thức chính và em đang tính nói chị nè. Hồi đó giờ là mình thấy thổi đèn cầy không mà không ấy, giờ đổi phong thủy đi, anh thổi kèn đi. Chứ bây giờ nè, được không? Em cho mượn cây kèn nè. Vâng, và nói đùa như vậy thôi. Mấy anh giúp em bớt đèn sáng lại. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau hát ca khúc Happy Birthday, cũng như là sẽ thay cho những cái lời chúc tốt đẹp mà chúng ta đã đến nơi đây dành tặng cho anh Minh Võ, cũng như là chúc cho anh Minh Võ có một cái tuổi 18 cộng thì là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Tất cả mọi thứ sẽ đều được có như ý nguyện của anh. Kỷ niệm gặp đi của chúng ta cũng đã nhẹ nhàng trôi qua. Và thật sự thì em muốn làm nó nhanh gọn lẹ lắm quý vị, để cho tất cả chúng ta nó thân thiện, nó gần gũi với nhau. Thì tất cả ngồi đây cũng như là một gia đình, chúng ta là bạn. Nếu mà chưa quen thì cũng là trước là sau quen. Và em biết nhất định ở đây thì không ai xa lạ ai đâu, nhưng mà chúng ta đã có dịp ngồi chung với nhau trong một không gian như thế này, thì nếu như có cơ hội chúng ta hãy cùng giao lưu, cũng như là cùng kết bạn với nhau. Thì bây giờ anh Minh Võ, em muốn anh có đôi lời chia sẻ cũng như là sẽ cảm ơn hay là những cái điều ước nguyện, ước mong gì trong cái buổi tối này anh cần muốn nói với tất cả mọi người. Xin mời anh có đôi lời. Và lần đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh chị em đến đây chung vui cùng buổi tiệc của mình. Thật sự rất là vui và xúc động cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã có một buổi tiệc ấm cúng như thế này để dành cho mình. Mình hy vọng những năm tới nữa thì mọi người sẽ cùng đồng hành với mình như vậy. Các những năm tới nữa và cùng với mình có những cái tuổi mới cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi uống nhiều vô, tại vì em là gái bắt bia mà em tiếp thị bia trong cái gì vậy. Dạ thì nói chơi như vậy thôi, thì song song với buổi tiệc ngày hôm nay thì em đến đây cùng với lại một người bạn của em, tức là Dung My, sẽ hai chị em của em ngày hôm nay sẽ đem qua chương trình văn nghệ. Và phía bên dưới có ai mà muốn thích giao lưu văn nghệ, thích hát mà gì hay là muốn tặng cho anh Minh Võ thì tất cả quý vị cũng có thể lên trên đây, phía bên trên chúng tôi có màn hình để cho tất cả quý vị có thể hát và cái nền nhạc có chữ chị trực tiếp trên YouTube rất là dễ. Và bây giờ không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, thì mình xin phép mời tất cả quý vị nhập tiệc. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật ngon miệng. Và nhớ là luôn luôn đồng hành cùng anh Minh Võ. Tất cả quý vị ngày hôm nay xuất hiện ở đây nhất định tất cả quý vị đã là một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của Minh Võ, vì sự chắc chắn như vậy. Cho nên thì không biết gì hơn, xin tri ân cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.